Bác sĩ ơi, lệch mặt thì chỉnh từ mấy tuổi thì được? Lệch mặt hả? À, mình chỉnh từ 4 tuổi. Câu chuyện của hôm nay là có một bạn nhỏ đi cùng với anh để niềng. Và bạn mới 4 tuổi thôi thì mình nhìn vô trong cái khuôn mặt của bạn đó, thì mình lấy là ô, sao cái cằm nó lệch hẳn có một bên vậy? Thì lúc đó mình mới vội vã mình đến mình khám răng của bạn nhỏ. Thì khi mà khám răng thì thấy là đúng là cái hàm dưới nó đang có xu hướng lệch qua một bên. Và như cái hình này các bạn thấy không, cằm lệch rõ ràng đúng không? Và mình thấy là cần phải làm gì đó liền. Vâng, và sau 4 tháng mà mình đưa cho bạn đeo khí cụ và mình có chỉnh ở trong miệng một chút xíu, không cần phải gắn mắc cà gì ở trong miệng của cô bé 4 tuổi này đâu. Thì bạn nhìn xem hình ảnh sau 4 tháng này các bạn thấy mặt cân xứng hơn chưa ạ? Trước và sau khi niềng thì mình thấy là mặt cân xứng hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đó là nhờ niềng răng đó. Và ba mẹ nhớ nha, nhớ nhìn kỹ con, nếu như con có khuynh hướng là ăn một bên này, cằm lệch một bên này, hay là chống cằm, hay là bất kỳ một thói quen xấu nào mà ba mẹ thấy là hai bên nó không cân xứng ngay từ 3-4 tuổi, mình đã thấy như vậy rồi, thì chúng ta cần phải can thiệp ngay, không lớn lên nó rất là nặng luôn. Và nếu bạn muốn biết thêm thông tin về chăm sóc răng trẻ em và niềng răng thì đọc thêm hai cuốn sách của mình nhé.